không gian âm thanh mùa thu, đội tuyển thanh sen tham gia hội thi. Ở nhân dân muôn nơi xem trên TV, trực tiếp tại trường quay và phát sóng truyền hình, chúng ta luôn cảnh giác tiếp nhận diện hành vi bọn lừa đảo. Giờ đây có rất nhiều trên mạng, nay truyền hình Hà Tĩnh tổ chức được chuyên sâu, làn sóng phát ra hạnh phúc thu về, toàn dân hoan ca đẹp mãi truyền hình. Bà con ơi, trong xu thế tin học số hóa, mọi người dân đều dùng mạng không dây. Internet tuyệt vời cho cuộc sống đổi thay. Đến cụ già vẫn online đọc báo. Lợi dụng lòng tin bọn hành nghề lừa đảo, móc ví người dân thông qua không gian ảo để báo cuộc đời tan nát bi thương. Dù dầu lòng tham dần dắt chỉ đường, dạ xanh công an ngân hàng kiểm toán, khai thác lòng tin các gia đình hoàn nạn, giới thiệu ngành nghề viết nhẹ lương cao, tán tận lương tâm không tư thủ đoàn nào, miền lừa được thật nhiều tiền quá mang. Cuộc chơi hôm nay giúp người dân nhân dạng, các thủ đoàn chiếu cho bọn lừa đảo online. Đến với game show tôi tự mình giới thiệu, thành phố hai đội tuyển có ba người, nàng có nụ cười tươi là Vũ Phương đội trưởng, chàng thanh niên tăng tường tên thương gọi Trương Giang, rực rỡ mà nó chói chang hăng ngã chào quý vị. Đến với game show tôi tiếp tục giới thiệu, thành phố hai đội tuyển các ngân hàng, liên kết những nhà bánh kinh doanh tiền tệ, quyết tâm tuyên thệ bảo vệ sự an toàn cùng bắt nhịp hò quán. Đưa con thuyền lượt lờ sông, dân ta mau bên nhau cùng chống giặc, giặc mang đêm nay đang mùa lưới chờ dân. Nào ca vang lên khúc hát đồng tâm, cùng nhau nhận diện hành vi gian tà. Đừng lo lắng không làm theo, chậm lại thôi cho an toàn. Đừng tham lam đừng che giấu, cùng chung tay diệt trừ quân gian tà. Tham gia game show cho dân mình thấu hiểu, dùng mạng bây giờ nên cảnh giác thân cao. Thành chén tham gia mong muốn hồi thi, truyền vang thông điệp mà giúp dân mình. Toàn dân biết dân làm theo, mạng online thêm an toàn. Toàn dân ca, toàn dân hát, hội thi ta thành công.